Trong không khí nô nức của ngày hội tòng quân trên toàn thành phố, sáng nay quận Hải Châu long trọng tổ chức lễ giao nhận quân năm 2022. Dự buổi lễ có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh. Năm 2022, quận Hải Châu có 217 thanh niên lên đường nhập ngũ. Đây là những thanh niên được xét chọn, đảm bảo tiêu chuẩn về chính trị, đạo đức và sức khỏe. Thanh niên lên đường nhập ngũ năm nay của quận có trình độ đại học cao đẳng, chiếm tỷ lệ tương đối cao. Điều này cho thấy công tác tuyên truyền luật nghĩa vụ quân sự và ý thức thanh niên được nâng lên rõ rệt. Trước giờ lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc, cả tân binh lẫn người nhà đều không giấu được xúc động, tự hào. Em cảm thấy rất tự hào, phấn khởi khi được trở thành một chiến sĩ trong quân đội nhân dân Việt Nam. Em sẽ khi vào quân ngũ, em sẽ cố gắng hết sức rèn luyện, phấn đấu bản thân và cố gắng hết mình để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Thì khi mà là cái tuổi thanh niên ấy, thì cũng gia đình cũng cố gắng động viên là thôi lên đường nhập ngũ thì làm cái nghĩa vụ của thanh niên, rồi sau này về học tiếp. Cho nên là cháu cũng rất phấn khởi, rồi gia đình thì cũng phấn khởi lắm. Lễ giao nhận quân năm nay được tổ chức nhanh gọn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Quận Hải Châu đã xây dựng kế hoạch phòng chống dịch COVID-19 trước, trong và sau khi tiếp nhận chiến sĩ mới. Trong lễ giao nhận quân sáng nay, tất cả các địa phương đều tổ chức test nhanh kháng nguyên và đo thân nhiệt cho công dân nhập ngũ trước khi tập trung lên khu vực làm lễ giao nhận quân. Đồng thời có các phương án để giải quyết các trường hợp F0 phát sinh. Trong thời gian qua, mặc dù tình hình COVID tác động rất lớn, ảnh hưởng đến công tác tuyển quân, nhưng Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự các địa phương đã tích cực làm tốt công tác phòng chống dịch. Hiện nay số thanh niên mắc COVID-19, thành phố chỉ đạo các địa phương tổ chức cách ly, chữa cho các thanh niên. Sau khi có kết quả âm tính, sẽ tiến hành bàn giao cho các địa phương đơn vị trong thời gian sớm nhất, bảo đảm được chất lượng và số lượng tuyển quân năm 2022. Và nhìn chung, đến giờ này, toàn thành phố Đà Nẵng đã triển khai thực hiện công tác tuyển quân đạt đảm bảo yêu cầu chất lượng và chỉ tiêu của thành phố và cũng như của cấp trên chỉ đạo. Năm nay, các tân binh quận Hải Châu sẽ được tham gia huấn luyện tại các đơn vị gồm Trung đoàn Bộ binh 971, Sư đoàn Không quân 372, Sư đoàn Bộ binh 2, Bộ Tham mưu Quân khu 5, Lữ đoàn Thông tin 575, Lữ đoàn Tăng thiết giáp 574, Bộ đội Biên phòng thành phố và Công an thành phố. Đây sẽ là những đội ngũ kế thừa tiếp tục phát huy truyền thống các thế hệ cha anh, đem sức lực và trí tuệ cống hiến cho quê hương đất nước, bảo vệ vững chắc Tổ quốc.